top 5 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Việt Nam, Công Phượng, Quang Hải đang ở vị trí nào? Việt Nam đã sản sinh ra rất nhiều lứa cầu thủ tài năng trong suốt bề dày lịch sử bóng đá của mình, và có những cá nhân trong số đó đã đi vào lòng của biết bao thế hệ người hâm mộ qua những bàn thắng ấn tượng mà họ đã ghi được trong màu áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Mời các bạn hãy cùng với chúng tôi điểm qua top 5 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Việt Nam. Cầu thủ Lê Công Vinh, 51 bàn thắng. Có thể nói tính cho đến thời điểm hiện tại thì Lê Công Vinh chính là chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử đội tuyển quốc gia. Anh đã ghi được đến 51 bàn thắng sau 12 năm thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Và có lẽ cú đánh đầu thành bàn trong trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup năm 2008 chính là pha lập công đáng nhớ nhất trong sự nghiệp thi đấu của chàng trai xứ Nghệ. Và đó cũng chính là cú đánh đầu đã giúp mang lại chức vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Anh có kỹ thuật cá nhân điêu luyện, tuy nhiên nhờ khả năng đánh hơi bàn thắng cực nhạy và chọn vị trí cực kỳ đúng đã giúp cho anh trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất của đội tuyển Việt Nam. Công Vinh đã chính thức nói lời chia tay sân cỏ, khép lại sự nghiệp 14 năm đầy huy hoàng sau AFF Suzuki Cup năm 2016. Cầu thủ Lê Công Vinh sinh ngày 10 tháng 12 năm 1985 tại Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An, là một cầu thủ bóng đá Việt Nam hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Bansemek Bình Dương và đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam ở vị trí tiền đạo. Anh đã từng 3 lần nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006 và 2007. Chỉ có Lê Huỳnh Đức và Phạm Thành Lương cũng có 3 lần giành được giải thưởng này, và Vinh được xem là một trong số những cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam. Lê Công Vinh hiện cũng là cầu thủ ghi được nhiều bàn nhất cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Anh đã từng 3 lần nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam năm 2004, 2006, 2007. Chỉ có Lê Huỳnh Đức cũng 3 lần giành giải thưởng này, và Vinh được xem là một trong số những cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam. Công Vinh đã được trang web qua.com bình chọn là một trong 10 cầu thủ châu Á đáng xem nhất năm 2009, sau khi anh cùng với đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup năm 2018. Cầu thủ Lê Huỳnh Đức, 28 bàn thắng. Đối với các đội tuyển Đông Nam Á trong những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, Lê Huỳnh Đức chính là một hung thần mà họ sợ phải đối diện nhất. Huyền thoại sinh năm 1972 này đã chọc thủng lưới các đội bóng trong khu vực đến 21 lần trong suốt 9 năm gắn bó với đội tuyển quốc gia. Lê Huỳnh Đức đã bỏ túi cho mình đến 14 pha lập công, chỉ tính riêng tại đấu trường Tiger Cup, hiện nay là AFF Suzuki Cup, và anh đã trở thành chân sút vĩ đại thứ 5 trong lịch sử giải đấu AFF Suzuki Cup. Ngoài ra thì Huỳnh Đức cũng đã thi đấu rất nổi bật ở cấp độ câu lạc bộ. Anh đã chơi bóng trong màu áo của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Đông Á, Đà Nẵng và lập được rất nhiều thành tích. Huỳnh Đức đã chính thức trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên xuất ngoại sau khi được câu lạc bộ Trùng Khánh Lực Phàm của Trung Quốc ký hợp đồng vào năm 2001. Sau 4 lần ra sân trong một năm chơi bóng ở nước ngoài, tiền đạo này cũng kịp ghi cho mình được một bàn thắng. Lê Huỳnh Đức sinh ngày 20 tháng 4 năm 1972 tại Sài Gòn. Anh từng là cầu thủ và là huấn luyện viên bóng đá. Anh được đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của làng bóng đá Việt Nam. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc đã từng mời anh làm đại sứ thiện trí tại Việt Nam. Ngoài ra, Lê Huỳnh Đức cũng chính là cầu thủ đầu tiên của Việt Nam ra nước ngoài thi đấu. Năm 2001, anh đã gia nhập vào câu lạc bộ của Trung Quốc. Dù đã giải nghệ, nhưng sự nghiệp bóng đá của Lê Huỳnh Đức vẫn chưa dừng lại ở đó, vì hiện nay anh vẫn đang rất thành công với vai trò là một huấn luyện viên bóng đá. Hiện tại, Lê Huỳnh Đức đang là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Lê Huỳnh Đức chính là cầu thủ lập được kỷ lục tham dự 5 kỳ Tiger Cup liên tiếp vào các mùa giải năm 1996, 1998, 2000, 2002 và 2004. Anh cũng chính là cầu thủ đã ghi được nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Việt Nam trong các kỳ Tiger Cup và tất cả các giải đấu khác. Anh và Lê Công Vinh chính là cầu thủ nhận được giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam nhiều nhất. Ngoài ra, anh còn giành được 3 danh hiệu Quả bóng bạc và 2 lần giành được danh hiệu Vua phá lưới trong giải vô địch quốc gia. Tính cho đến thời điểm hiện tại, Lê Huỳnh Đức chính là người giữ kỷ lục về danh hiệu cá nhân trong làng bóng đá Việt Nam. Nhà nước đã 2 lần trao danh hiệu Lê Huỳnh Đức Huân chương Lao động. Với tầm ảnh hưởng của Lê Huỳnh Đức đối với xã hội và thanh thiếu niên trong thời điểm đó, anh đã được Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc chọn làm đại sứ thiện chí tại Việt Nam. Với những gì mà Lê Huỳnh Đức đã thể hiện và cống hiến cho đội tuyển bóng đá Việt Nam, người hâm mộ đã đặt cho anh một cái tên sát thủ đa năng của bóng đá Việt. Dù là trên cương vị của một cầu thủ hay là một huấn luyện viên thì anh vẫn thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình. Nguyễn Hồng Sơn, 16 bàn thắng. Cựu danh thủ của câu lạc bộ Thể Công được đánh giá là một trong những cầu thủ hay nhất mà làng túc cầu Việt Nam từng sản sinh. Sơn Công Chúa đã có 48 trận ra sân sau 8 năm thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Anh đã ghi được tổng cộng 16 bàn thắng. Có lẽ pha lập công trong trận thắng Thái Lan với tỷ số 3-0 ở bán kết Tiger Cup năm 1998 là bàn thắng mà anh nhớ nhất trong sự nghiệp bóng đá của mình. Anh là kiểu cầu thủ chơi bóng có đầu óc, tư duy linh hoạt cùng với khả năng làm chủ trái bóng tuyệt vời và những pha đi bóng lắt léo. Đặc biệt, Hồng Sơn đã được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất vào tháng 8 năm 1998. Tới bây giờ thì không ai nhớ được Hồng Sơn đã thi đấu bao nhiêu trận và ghi được bao nhiêu bàn thắng, nhưng điều đó không quan trọng bởi vì với tất cả, hình ảnh mềm mại, kỹ thuật và lối chơi tận hiến của cầu thủ tài năng số 1 của bóng đá Việt Nam luôn được cất giữ ở nơi trang trọng nhất trong trí nhớ của mỗi người. Trong nỗ lực đi tìm kiếm số liệu thống kê chính xác sự nghiệp của Hồng Sơn, mọi người nói đùa. Có 3 việc khó nhất. Một là thống kê bàn thắng của Hồng Sơn, hai là đếm lời khen mà mọi người dành cho cậu ấy, và ba là kèm Sơn trên sân. Huấn luyện viên Dido đã từng nói một câu khiến cho mọi người giật mình. Nếu như được sinh ra ở Brazil, Hồng Sơn sẽ là huyền thoại của bóng đá thế giới. Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, Hồng Sơn đã giành gần như là tất cả thành tích mà một cầu thủ có thể mơ ước. Ngay ở những mùa đầu tiên chơi cho Thể Công, Sơn Công Chúa đã giành ngôi vua phá lưới và giúp đội nhà vô địch giải A1 toàn quốc năm 1990. Năm 1998, với phong độ đỉnh cao, Hồng Sơn đã giành gần như là mọi thành tích tuyệt vời nhất trong năm này, kể cả là chức vô địch quốc gia thứ hai, siêu cúp quốc gia đầu tiên. Tiền vệ tài hoa này cũng đã 2 lần giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam năm 1998 và năm 2000, trước khi đoạt vị trí thứ hai tại cuộc thi biểu diễn bóng đá do Pepsi tổ chức mà đối thủ toàn là những ngôi sao hàng đầu thế giới như là David Beckham hay là Costa. Tiền vệ Hồng Sơn cũng nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và huân chương lao động hạng 3. Chỉ tiếc là sự nghiệp quốc tế của Hồng Sơn đã không được hanh thông, với 3 ngôi Á quân ở Tiger Cup năm 1998, SEA Games năm 1995 và năm 1999. An ủi là Hồng Sơn đã được nhận phần thưởng cầu thủ xuất sắc nhất Tiger Cup năm 1998 và đặc biệt là cầu thủ xuất sắc nhất châu Á vào tháng 8 năm 1998. Cầu thủ Nguyễn Văn Quyết, 13 bàn thắng. Trong danh sách này, Nguyễn Văn Quyết chính là cầu thủ duy nhất còn thi đấu chuyên nghiệp. Tiền đạo 28 tuổi này đã có 54 trận ra sân trong áo của đội tuyển Việt Nam, ghi được tổng cộng 13 bàn thắng kể từ lần đầu được triệu tập lên đội tuyển vào năm 2011. Văn Quyết đã cùng chơi với đội tuyển Việt Nam tham dự 4 kỳ AFF Suzuki Cup. Anh đã cùng với đội tuyển giành được một chức vô địch vào năm 2018 và anh đã ghi được tổng cộng 4 bàn thắng vào mùa giải đó. Sau biết bao thăng trầm cùng với rồng vàng, trải qua 8 năm khoác lên mình chiếc áo màu đỏ với những đóng góp thầm lặng của mình cho đội tuyển quốc gia, Văn Quyết xứng đáng được người hâm mộ nhớ đến như là một người hùng. Chỉ mới 28 tuổi, tiền đạo của Hà Nội đã đứng thứ 7 trong danh sách những cầu thủ có nhiều lần khoác áo đội tuyển Việt Nam nhất và chỉ cần thêm 29 lần ra sân nữa là có thể san bằng kỷ lục với Công Vinh. Anh đã giành được 4 danh hiệu V-League I và đóng vai trò quan trọng trong thành tích lịch sử của Hà Nội khi lọt vào trận chung kết liên khu vực của AFC Cup. Chân sút 28 tuổi này đã ghi 3 bàn thắng quan trọng cho chiến thắng chung cuộc với tỷ số 5-4 của họ trước câu lạc bộ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trước vòng đấu trước. Trên đấu trường quốc tế, anh là một phần của đội bóng đã lên ngôi vô địch AFF Suzuki Cup năm 2018 và sau đó là một hành trình ấn tượng tiến vào vòng tứ kết AFC Asian Cup năm 2019. Với tất cả những lý do này, hy vọng là khi tất cả mọi thứ đã được chứng minh, Văn Quyết sẽ trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của mọi thời đại Việt Nam. Cầu thủ Phan Thanh Bình, 13 bàn thắng. Phan Thanh Bình cũng sở hữu 13 bàn thắng như Văn Quyết, tuy nhiên sự nghiệp bóng đá của anh lại không được diễn ra suôn sẻ như người đàn em của mình. Được gọi lên tuyển khi mới 17 tuổi và nổi lên từ rất sớm, ở thời điểm bấy giờ anh được xem như là một trong những tiền đạo có triển vọng nhất của làng túc cầu Việt Nam. Thanh Bình đã ghi được tổng cộng 13 bàn thắng sau 31 lượt ra sân, đồng thời cùng với đội tuyển Việt Nam giành được một chức vô địch AFF Suzuki Cup vào năm 2008. Sau 6 năm thi đấu và nỗ lực miệt mài trong sự nghiệp của đùi áo số của mình. Đặc biệt, sau khi chọc thủng lưới của đội tuyển Lào 4 lần vào năm 2007, anh chính là cầu thủ Việt Nam lần đầu tiên lập poker ở đấu trường AFF Suzuki Cup. Nhưng sự nghiệp của cựu tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai đã nhanh chóng tụt dốc không phanh bởi những chấn thương dai dẳng và các lùm xùm bên ngoài sân cỏ. Sau khi chia tay Hoàng Anh Gia Lai, sau đó anh đã phiêu bạt sang An Giang, Đồng Tâm Long An trước khi giải nghệ vào năm 2016. Trong áo của câu lạc bộ Mancons Sài Gòn. Trên đây là top 5 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Việt Nam đã được cây người nổi tiếng tổng hợp. Có thể thấy rằng những gương mặt xuất sắc thế hệ trẻ như Quang Hải và Công Phượng vẫn chưa được lọt top. Tuy nhiên, với tài năng và thành tích hiện tại, chắc chắn rằng khi ở độ tuổi của các đàn anh, Quang Hải và Công Phượng sẽ còn thành công hơn nữa